cái hậu họa để gây ra, nó sẽ làm cho dịch bệnh nó lan truyền. Đấy là cái môi trường, để làm môi trường nước này, môi trường không khí đều dẫn đến là không chỉ vào cơ thể con người mà vào với cả thực vật, với cả những cây trồng rau quả. Chính vì thế chúng tôi có những cảnh báo sau khi mà sự cố xảy ra ở chỗ nhà máy Đăng Đông ấy, là có những cảnh báo là phải dừng, không được ăn rau, để không được dùng nước ngay những cái nơi mà xảy ra đây. Chính thế cho nên là hậu quả rất nhiều, nhưng tóm lại là như vậy. Và nếu như đã nhiều những con người rồi, sức khỏe rồi, thì nó sẽ kéo dài đến cả một chuỗi, tức là gì, là phải dịch bệnh để chữa rồi thì nó dẫn đến là kinh tế bị ảnh hưởng, và bản thân những người lao động mà bị ảnh hưởng đấy thì rõ ràng là mất sức lao động thì ảnh hưởng đến kinh tế, là một chuỗi kéo theo từ môi trường dẫn đến kinh tế, dẫn đến xã hội và an ninh an toàn, tất cả cái đó, và thậm chí là trẻ em bị ảnh hưởng nhất, phải đi nơi khác ở học hành bị ảnh hưởng, vân vân, chưa kể tới người già, tất cả những cái đó ảnh hưởng rất lớn. Đó là không kể cả một cái thế hệ tương lai của chúng ta, nếu như vẫn cứ để kéo dài cái tình trạng ô nhiễm môi trường như thế này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Chính xác. Và hàng ngày hàng giờ thì ở các địa phương trong cả nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn, thì vẫn đang có những nhà máy hay là những cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Nhưng nhìn lại các vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của các nhà máy. Thế nhưng sao thật khó và em đã ngồi This one. No, it's locked. This one. Trường hợp như này tôi đã chia sẻ với quý vị để chúng ta có thể lưu ý hơn, đó là trong gia đình thì chúng ta vẫn nói với con là không được chạm tay vào ổ điện, bởi vì nó giật nó sẽ gây đến chết người, cũng như là những cái tai nạn thương tích cho trẻ, thì trẻ nhớ đến việc đó. Tuy nhiên thì có một cái trường hợp sự thật là như này, có một trẻ chỉ khoảng 5 tuổi thôi quý vị, và cầm một cái chiếc đũa chọc vào ổ điện, sau đó bị giật điện. Vì sao mà nó lại bị giật điện? Bởi vì là cái chiếc đũa đó là một chiếc đũa làm bằng inox, mà rất là nhiều các gia đình bây giờ sử dụng đũa bằng inox, và trẻ con mà thì nó không nghĩ đến cái việc là cầm kim loại, đúng không ạ? Cầm vật dụng kim loại vào trong ổ điện thì nó sẽ có những cái tính dẫn điện và gây nên giật hay là có những cái thương tích cho chúng ta. Thì quý vị và các bạn cũng cần phải đặc biệt lưu ý với các trẻ trong những cái, nhất là trong gia đình của chúng ta. Quý vị và các bạn cũng thấy là từ lúc mà bắt đầu chủ đề thì Tuấn Anh cũng đã nêu ra với quý vị rất nhiều những cái vụ việc thương tích chủ yếu là ở trong gia đình mà trẻ gặp phải trong những cái sinh hoạt ở trong gia đình, thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, chứ không cần là trẻ phải đi đâu thì mới bị thương tích, mới bị gặp tai nạn, đúng không ạ? Ngay trong chính gia đình của mình thôi chúng ta cũng phải rất là cẩn thận. Vậy thì làm thế nào để tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong mùa dịch? Thì trong phần tiếp theo của chủ đề hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ dành ít phút thư giãn với ca khúc Hơn Cả Yêu qua tiếng hát của Đức Phúc. Vượt qua cả những
cuộc kết nối với một vị khán giả của chương trình để mà mình tiếp tục là sẽ chia những cái câu chuyện xoay quanh vấn đề là những cái tiềm ẩn nguy hiểm khi mà con ở nhà, đúng không ạ? Tuy nhiên trước khi đến với vị khán giả này thì chúng ta sẽ dành một phút cho nhà tài trợ của chúng tôi, quý vị nhé. Hay không? Tình hình cuối tuần thế nào? Chót đang đi điểm tổng kết chưa? Chưa, tôi đang giàu cả lòng đây này. Với lại dạo này cũng mệt nên là chả hứng thú đi đâu cả. Ai dài, đúng là thời gian là kẻ thù của sức khỏe. Ngày xưa từng khỏe đến già, ngày nay tiếc nuối như là ngày xưa. Ngày xưa chẳng quản sớm trưa, ngày nay thỉnh thoảng lừa thừa gọi là. Hóa ra ông vẫn muộn phiền chuyện tế nhị đó à? Thôi không phải buồn, để tôi mách cho ông cách này. Cách gì thế ông? À, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr. Sun nhá. Sản phẩm này là sự kết hợp ba kích, bá bệnh, bột hào biển hỗ trợ tăng cường sinh lý. Mấy ông có tuổi như anh em mình, sinh lý suy giảm, mãn dục sớm nên thử dùng. Ủa thế à? Ừ. Ông dùng thử chưa? Ông thấy thế nào? Tôi dùng rồi, thấy sức khỏe cải thiện hơn. Ôi. Mà sản phẩm này còn hỗ trợ những người tiểu đêm do thận yếu đấy. À? Ông gọi số 094-999-1929 để mua sản phẩm nhá. Rồi quá được, tôi phải mua ngay vài hộp thử dùng mới được. Không thể đánh mất phong độ đàn ông được. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chịu trách nhiệm sản phẩm và phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn Pimum Quốc tế, địa chỉ thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn